Thuyền này bốn ông đi thôi à? Thuyền này bốn ông đi à? Thuyền câu của mấy ông Hà Tĩnh. Bình minh. Đang cấp rau cho mấy ông. Rau bia thôi. Tàu này ở mấy ông Hà Tĩnh các bác nhé. Ông năm nay bao tuổi? 64 tuổi. Ông này là bao tuổi? 57 á. Ông này 64. Bây giờ nghỉ nghỉ đấy ông. Lâu. Mấy ông già đi biển. Một ngày các ông ơi, câu trung bình được 3 triệu các bác nhé. Đi con ghe nhỏ nhỏ con. Bây giờ có ra câu nữa không ông? Anh nghỉ thôi. Bây giờ có ra biển câu nữa không? Nghỉ đông mùa hết gió mới đi đúng không? Mấy ông Hà Tĩnh, bốn ông già đi với nhau. Đi cái thuyền bé bé chạy từ Hà Tĩnh ra đây. Thuyền này chỉ đi câu thôi.